Từng yêu 12 cô gái, cho tới cuối đời Thương Tín vẫn chưa từng làm chú rể. Trong ngày 26 tháng 2, thông tin nam diễn viên Thương Tín bị đột quỵ, tình hình nguy kịch gây chấn động showbiz Việt. Theo MC Phạm Anh, nam nghệ sĩ đang cấp cứu trong bệnh viện, sức khỏe đáng báo động. Thương Tín từng là nam diễn viên nổi tiếng hàng đầu của điện ảnh Việt Nam vào thập niên 80-90. Ông gây ấn tượng đặc biệt qua một số tác phẩm như Bài ca không quên, Tiếng đàn, Biển sáng, Tình yêu của em, Vắng bài lật ngỡ, Trà hoa nữ, Bước qua quá khứ, Chiến trường chia nửa vầng trăng. Nhắc đến Thương Tín, ai cũng nghĩ đến nam diễn viên điện trai lãng tử đa tình, từng làm trái tim bao cô gái loạn nhịp. Nổi tiếng và thành công trong sự nghiệp, song Thương Tín lại có đời tư lận đận. Nam diễn viên từng có khoảng thời gian dài sa vào cờ bạc, thua cháy túi ngay trong sòng bạc của giang hồ khét tiếng Nam Cam. Năm 2007, nam diễn viên bị bắt khi tổ chức đánh bạc. Không chỉ trắng tay cả danh dự lẫn tiền bạc, Thương Tín còn là người có đường tình duyên trắc trở. Năm 2016, nam diễn viên làm dậy sóng dư luận khi công khai cuốn hồi ký chi tiết về cuộc đời mình với những người phụ nữ từng đi qua đời của ông. Theo lời Thương Tín, ông từng sống chung với 12 người phụ nữ cả thảy trong đời. Ông bắt đầu biết tới tình yêu nam nữ từ năm 16 tuổi, sau đó được một người phụ nữ lo toan, bao bọc trong nhiều năm. Trong những mối tình qua đường, nghệ sĩ Thương Tín cũng trải qua 4 cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, ông chỉ có một lần làm đám cưới với một người phụ nữ tên Lệ Hằng. Tiếc rằng hôn lễ này chỉ là thủ tục để nam diễn viên hợp pháp qua Úc, chứ giữa hai người chẳng có chút yêu đương nào cả. Chuẩn bị kỹ lưỡng là vậy, nhưng dự định đi Úc của Thương Tín sau đó bất thành. Nam diễn viên phát hiện Lệ Hằng là một trong những mắt xích trong đường dây buôn bán ma túy quốc tế. Ở tuổi 57, Thương Tín khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ yêu một cô gái kém ông 32 tuổi tên là Kim Chi. Hai người nương tựa và có với nhau một cô con gái chung tên là Bùi Thanh Thảo. Vì cuộc sống quá khó khăn, Thương Tín đưa vợ con từ thành phố Hồ Chí Minh về quê Ninh Thuận sinh sống bằng nghề làm hạt điều. Với trách nhiệm của người cha, người chồng, Thương Tín quyết định quay trở lại màn ảnh, làm đủ việc, không ngại miệng sao được lo cho vợ con cuộc sống tươm tất. Để tiết kiệm tiền, dù hơn 60 tuổi, nhưng mỗi khi đi đóng phim, ông vẫn chọn cách di chuyển bằng xe máy, đã mất chi phí lo taxi, xe đò. Người nghệ sĩ sống nội tâm thì đòi hỏi sự thông cảm, chia sẻ, thấu hiểu cho tâm tính nghề nghiệp của mình lại càng cao. Vì thế tìm được ai đó chấp nhận mình là tốt rồi. Bà xã không chê tôi nghèo, cô ấy lúc mới quen tôi cũng chả biết tôi là một nghệ sĩ. Nói chung là cái duyên, có con ở tuổi 60 cũng là một cái duyên, Thương Tín từng bộc bạch. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.